Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề chính của bài năm là thức A Lệ Gia. Đây là phần quan trọng của thành giới thức luận. A Lệ Gia là một khám phá mới của Đạo Phật Đại Thừa. Triết lý của duy thức học có được là nhờ vào sự hiện hữu của thức A Lệ Gia. Toàn bộ các hoạt dụng của cõi tâm vốn tương quan hai chiều với thân thể đều liên hệ đến các hoạt dụng trực tiếp và gián tiếp của thức A Lệ Gia. Bài tụng thứ hai của duy thức tam thập tụng đề cập đến tính năng của thức này, dầu chỉ giới hạn trong 10 câu, mỗi câu chỉ có 5 chữ, bài tụng đã mô tả một cách khái quát về bản chất của thức A Lệ Gia, các tên gọi thường dụng của nó, đặc tính hay còn gọi là hành quả của A Lệ Gia, cũng như là những giới hạn mà A Lệ Gia đến đó phải xả bỏ tính năng hoạt dụng của mình trong ba cõi và sáu đường. Vì là một phần triết học đặc hữu của Đạo Phật Đại Thừa, học thuyết về thức A Lệ Gia đã trở thành rất đặc biệt trong lịch sử triết học Phật giáo nói chung. Bài tụng viết như sau: Sơ A Lệ Gia thức, dị thục nhất thiết chủng, bất khả tri chấp thọ xứ liễu, thường giữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ, thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị, hằng chuyển như bọc lưu, A La Hán vị xả. Đó là bài tụng về bản chất của thức A Lệ Gia. Về chấm câu đó thì các thầy các sư cô lưu ý cho câu thứ ba và câu thứ tư. Bất khả tri chấp thọ xứ liễu là một câu, nếu gọi đủ là bất khả tri chấp thọ, bất khả tri xứ, bất khả tri liễu, thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư là một câu. Nhưng mà vì cố gắng mô tả và diễn đạt hoạt dụng của nó trong các bài thi tụng mà mỗi câu chỉ có 5 từ, do vậy rất dễ dẫn đến sự hiểu lầm, đang khi chữ Hán cổ lại không có chấm câu, nên việc chấm câu đúng sẽ giúp cho chúng ta không bị ngộ nhận về các từ được mô tả về thức A Lệ Gia. Nghĩa nôm na của bài tụng này là: trước nhất là thức năng biến A Lệ Gia, còn có tên gọi là thức dị trục, dị thục, hay là thức nhất thiết chủng. Bản chất
Của thức này có thể nói không thể biết rõ được sự chấp thọ, xứ sở cũng như là các biểu hiện nhận thức của nó. A lại gia trong mọi thời mọi khắc tương ưng với các tâm sở, xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Về các cảm thọ, A lại gia chỉ tương ưng duy nhất với trạng thái buông xả. Về bản chất, A lại gia thuộc vô phú và vô ký. Các tâm sở như xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư cũng tương tự. Tính chất của A lại gia là hằng chuyển, giống như là một thác nước. Cho đến lúc nào hành giả chứng đắc được quả A-la-hán, toàn bộ các hoạt dụng của A-lại-gia về phương diện phàm phu mới được kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ tuần tự đi vào việc phân tích ứng dụng nội dung của thức A-lại-gia qua bài thi tụng vừa nêu. Hai La Mã: khái niệm và nội dung. Màu nhỏ: khái niệm A lại gia. Trong Phạn ngữ, A lại gia được viết là A lai gia, A dài, được xem như là thức năng biến thứ nhất. Vì tính hỗ tương, tạo điều kiện, tức là làm duyên cho các pháp tạp nhiễm mà thức này có tên gọi vừa nêu. Tất cả các loài hữu tình theo các triết gia di thức đã chấp A lại gia như là tự ngã hoặc là nội ngã, và đây chính là đầu mối rắc rối của sự luân chuyển trong ba cõi và sáu đường của con người cũng như là tất cả các loài chúng sinh có tình thức. Khái niệm A lại gia được dịch nghĩa trong lịch sử triết học duy thức gồm có ba: A, năng tàn. Theo nguyên nghĩa, A lại gia đó được ám chỉ như là một cái nhà, hay là sự trú ẩn, cái cơ sở nền tảng hay một trú xứ nhất định nào đó, mà theo đó các vật dụng được chứa đựng trong nó được bảo toàn. Trong dịch ngữ chữ Hán thì thỉnh thoảng các bổ sư Trung Quốc dịch là quặc trập, có nghĩa đen là hang ổ. Danh từ quặc trập đó giúp chúng ta hình dung về cái khả năng chứa đựng, cũng giống như là một cái hang, một nhà kho, mà theo đó các vật dụng được chứa đựng một cách tự nhiên hay là hữu ý của con người. Dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya, cũng bắt nguồn từ tờ nguyên Alaya, có nghĩa là nơi trú ẩn của tuyết, hay là nơi mà tuyết phủ quanh năm. Như vậy, tính năng tàn ngoài năng lực chứa đựng tất cả các hạt giống còn là sự gắn kết theo một cái hướng chấp nhất định nào đó, mà từ đó chúng sanh khi tồn tại với thức A-lại-gia là ít nhiều có năng lực chấp vào những thứ bao gồm phong tục, tập quán, tri thức, kinh nghiệm, ký ức, lối sống, thói quen và tất cả các dữ liệu cá nhân hay là cộng nghiệp. Vì là chú xứ của tất cả các hạt giống,
Aliya được xem là nơi chứa đựng tất cả các pháp tạp nhiễm. Tạp nhiễm được hiểu chung là những hạt giống tư duy, hành động phần lớn thuộc về chiều hướng tiêu cực, gắn kết trực tiếp hoặc gián tiếp với tham ái, sân hận và si mê. Dĩ nhiên các hạt giống còn lại của Aliya cũng có thiện, cực thiện và hạt giống thánh. Ở đây đó, phần lớn các hạt giống thuộc về phàm phu trở nên là nổi trội với người phàm kẻ tục, và kho tàng chứa đựng này sở hữu một cách kiên trì lâu dài bền bỉ tất cả các hạt giống gắn kết với bản năng, cá tính, kinh nghiệm và lối sống của con người và tất cả các loài chúng sinh. Đánh giá Aliya từ góc độ kết quả thì đây là kho tàng mà tất cả các dữ liệu về thế giới thực tại, nhận thức, kinh nghiệm của con người được cất giấu một cách rất là an toàn. Nếu dùng hình ảnh của ổ đĩa cứng, ta có thể dễ dàng hình dung cũng cùng một khối lượng mà cách đây khoảng 20 năm, dung lượng của ổ đĩa cứng trung bình là 1 GB. Thì bây giờ cũng với khối lượng đó, ổ đĩa cứng có thể chứa được 10 TB, và trong tương lai có thể 5 đến 10 năm nữa thì dung lượng có thể lên gấp 5 lần, 50 lần. Cứ như thế, khoa học về kỹ thuật số ngày càng phát triển thì khả năng dung lượng của ổ đĩa cứng cần được tăng trưởng theo chiều tỷ lệ thuận. Đó là do vào sự ứng dụng các chức năng trong bộ nhớ của máy vi tính thôi. Tương tự, bộ não con người, dầu một người lớn con hay là một người tí hon cao 4 cm, đều có khối lượng với một trọng lượng trung bình là 2,5 kg. Bộ não đó chứa hàng ngàn các nếp nhăn. Mỗi nếp nhăn trong bộ não là một cái hộp chứa các dữ liệu, kiến thức cùng nhóm loại và tính chất. Các nhà khoa học hàng đầu của hành tinh, theo đánh giá của học thuyết não bộ, chỉ mới kích hoạt và sử dụng được 1-2% năng lực mà bộ não có thể có. Phần lớn người bình thường của chúng ta chỉ mới khai thác và sử dụng được các dữ liệu hạt giống ở trong nó khoảng 0,0% thôi. Đó là một khám phá rất là kỳ thú về cái khả năng vô hạn mà bộ não 2,5 kg của con người có thể chứa đựng. Như vậy, toàn bộ các dữ liệu của cuộc sống trải dài qua hàng nghìn kiếp có thể nói là không có gì bắt đầu, chưa từng bị mất đi, cho đến lúc hành giả chuyển hóa trọn vẹn được các nghiệp tạp nhiễm thì Aliya đó trở nên thuần tịnh hay là bạch tịnh. Thì lúc ấy hoạt dụng chứa đựng như một kho tàng, được gọi là năng tàng này, mới được xem là kết thúc. Và không á, chỉ cần có một tác duyên, một chất xúc tác như là một điều kiện, thì các hạt giống cũ bị ngủ quên được đánh thức và tái hiện hành, kích hoạt làm cho chúng ta trở nên thất điên bát đảo. Vì nó, vì sức khống chế của các hạt giống ngủ quên khi bị kích hoạt là rất lớn.
Một đoạn trong thuật ký khẳng định như sau: tự tướng của Thức A-lại gia có ba trạng thái: nhân ý nghĩa, tàn tức kho chứa, hàm ngụ trong trạng thái thứ nhất, tức là quan trọng nhất. Tính năng tàn như là một diện bảo tàng, một kho chứa không cùng đặng của Thức A-lại gia, làm cho chúng ta phải nghĩ đến tính trách nhiệm đạo đức về các hành vi mỗi khi được chúng ta thi thố một cách tình cờ hay có dụng ý, công khai hay là giấu giếm, tế nhị hay là rõ ràng. Hoặc dụng cô đó chắc chắn ảnh hưởng đến con người xung quanh, xã hội và đối với bản thân mình. Tính trách nhiệm về các hành vi sẽ giúp cho chúng ta biết giữ gìn các hạt giống tích cực và loại trừ bằng sự chuyển hóa các hạt giống tiêu cực. B. Sở tàn. Trong trạng thái như là nguyên nhân, A-lại gia là các hạt giống được biểu hiện, cất giấu và an trí trong tự thân của mọi sự vật hiện tượng. Đây là một cách nói khá bao quát về tính tương tác hai chiều của kho chứa và các vật được chứa trong nhà kho. Nếu năng tàn được hiểu là kho chứa, thì sở tàn là các vật cụ thể được chứa đựng. Mỗi một hạt giống trong kho tàng Thức A-lại gia sẽ có tính năng hoặc thiện hoặc ác hoặc trung tính. Dầu là tính năng nào, các hạt giống khi đã được thể hiện sẽ không mất đi nếu không có các nghiệp đối lập tác động ngược chiều, chúng vẫn tiếp tục tồn tại một cách lâu dài trong các kiếp sống mà con người trải qua, cũng như các loài động vật phải trải nghiệm. Cho nên tất cả các dữ liệu được chứa trong kho tàng Thức A-lại gia sẽ có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Nếu hình dung sở tàng là các tập tin, các dữ liệu, các ngăn chứa được kích hoạt trên hệ điều hành Windows của máy vi tính hay là Macintosh, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều tập tin bằng văn bản, âm thanh và video sau khi đã bị người sử dụng vi tính delete, xóa, thậm chí format nhiều lần vẫn có thể được tái phục hồi một cách ngoạn mục. Các phần mềm về phục hồi các dữ liệu đã bị xóa và format có chức năng gợi nhớ cho chúng ta về tính năng của các hạt giống chỉ tạm bị quên lãng chứ chưa thật sự bị mất đi trong kho tàng Thức A-lại gia. Những người mới bắt đầu sử dụng vi tính delete, xóa được hiểu là mất, sử dụng quen delete có thể phục hồi bằng tính năng là phục hồi từ cái sọt rác. Đối với những người rành kỹ thuật vi tính hơn nữa, chỉ cần có một phần mềm miễn phí trên mạng, ta có thể phục hồi tất tần tật các dữ liệu đã được chứa 30 năm, 50 năm và bị xóa đi, format lại rất nhiều lần. Và kho tàng Thức A-lại gia cũng thế, các hạt giống không phải dễ dàng mà chết đi được. Đó là những dữ liệu rất quan trọng để đòi hỏi về tính trách nhiệm đạo đức về các hạt giống mà chúng ta tạo dựng bằng lời nói hay là việc làm, vô tình hay là cố ý. C. Ngã ái chấp tàn, tức là năng lực chấp vào A-lại gia như là một bản ngã. Từ thuyết thức mặt na còn gọi là thức chấp ngã,
đã trở thành như là một bản năng tồn tại với tức ải Alaya từ lúc Alaya có mặt trong một hữu thể chúng sinh, dầu đó là con người hay là các loài động vật. Ba trạng thái hay là ba giai đoạn phát triển của tức Alaya bao gồm sau đây. Thứ nhất, trạng thái hiện hành với sự chấp tàn ngã ái thì ở cấp vị A-la-hán trở lên hầu như là không còn hoạt dụng nữa. Thành với thức luận đặt có một tiêu chí cao hơn, phải từ hàng Bồ Tát thất địa trở xuống thì các hoạt dụng đó mới được xem là kết thúc. Bằng không, những tàn dư và hoạt động vi tế của chúng vẫn đang còn tiềm ẩn. Thứ hai, trạng thái ngã ái chấp tàn như là kết quả tất yếu của những nghiệp thiện, ác và trung tính. Từ vô thủy cho đến lúc một hành giả chứng đắc được tâm kim cương của Bồ Tát thì các hoạt dụng này mới được xem là kết thúc. Thứ ba, ngã chấp tàn được xem là trạng thái chấp trì dòng tương tục về sự sống và các hoạt dụng của tâm thức đối với các loại chúng sinh hữu tình. Và trong tình huống này, Alaya còn có tên gọi tương đương là Adana thức, tức là thức chấp trì các hạt giống. Hai nhỏ, thức dị thục. Dị thục là sự chín mùi của các hạt giống. Thức Alaya với khả năng là kho tàng trải qua tiến trình sống của con người, từ lúc con người có mặt trong bào thai cho lúc qua đời, cũng như là các loài động vật có tình thức, thì các hạt giống đã được gieo trồng tuần tự chín mùi, và đó được xem như là tiến trình trổ quả đối với các chúng sinh. Do sự hiện ngũ của thức Alaya mà các chúng sinh đã phải chịu các kết quả thiện hoặc hậu quả xấu chín mùi, để chịu sự tác động về tính tồn tại trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trong sáu đường thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, các định hướng, các hoạt dụng và các chủng loại bao gồm tính cách, phong tục, tập quán, ký ức và dữ liệu sống cá nhân, cũng như là của một cộng đồng và một dân tộc. Về phương diện thức dị thục thì Alaya là năng lực duy trì một cách bền bỉ trên nền tảng tiếp nối liên tục không gián đoạn mạng căn, tức là sự sống của các loài hữu tình. Học thuyết thức Alaya khẳng định sau khi chúng sinh qua đời, Alaya sẽ trở thành là thức tái sinh có mặt trong bào thai của giống cái hay người mẹ, phần lớn là trong tích tắc thôi. Học thuyết 49 ngày là có mặt ở trong luận câu xá về sau, và được Phật giáo Trung Quốc phát triển, Phật giáo Tây Tạng đề cao. Còn trong duy thức học đó thì hầu như không đề cập đến 49 ngày. Ba nhỏ, thức nhất thiết chủng, đây là tên gọi chỉ cho hạt giống của tất cả các cá tính hoặc là các đặc tính đặc thù của một cộng đồng hoặc là dân tộc, tôi gọi là dân tộc tính, quốc hồn và quốc túy. Toàn bộ các hạt giống mang tính cá nhân và tập thể
đều được lưu giữ trong kho tàng thức A-lại-da một cách rất là an toàn. Tính cách tập thể, quốc hồn, quốc thế và dân tộc tính là một mẫu số chung về các biệt nghiệp của các chúng sinh, tương đối là giống nhau. Sau khi qua đời, các chúng sinh có cùng các mẫu số nghiệp đó tiếp tục lưu giữ các hạt giống này với hình thức rất là tinh vi. Sau khi sanh ra, tiếp tục lớn lên, được giáo dục bởi môi trường cộng nghiệp như là ở kiếp trước, thì các hạt giống cộng nghiệp đó lại tiếp tục tạo thành dân tộc tính, quốc hồn và quốc tí. Ngoài thức A-lại-da, các triết gia duy thức học khẳng định rằng không thể có bất cứ một loại năng biến nào có khả năng chấp trì tất cả các hạt giống một cách phổ quát. Như vậy đây là chức năng độc nhất của thức A-lại-da. Bốn nhỏ, các tên gọi khác. A-lại-da còn được gọi nôm na trong dân học kinh tạng là tâm, tức citta. Ở ý nghĩa này, citta được hiểu là năng lực tích lũy các hạt giống được quân tập của chúng sinh trải qua nhiều kiếp sống. Hiểu theo nghĩa nguyên của từ, động từ căn chi có nghĩa là tích lũy, và do đó bất cứ một suy tư nào, hành động phát ngôn hay hành động tay chân đều được tích lũy trở thành các thói quen. Mà thói quen đó ban đầu là một mạng nhện, về lâu về dài là những sợi dây xích. Tức là các hạt giống khi đã được tích lũy một cách bị động hay là chủ động, đã quân tập thành các thói quen chi phối, tác động, ảnh hưởng đến cá tính và lối sống của con người. Nếu một tập thể có cùng một mẫu số về cá tính thì đó được gọi là cộng nghiệp. Nếu cá tính đó là dị biệt với các cá thể còn lại thì được gọi là biệt nghiệp. A-lại-da còn có tên gọi khác là thức A-đà-na. A-đà-na, tính năng của A-đà-na là nắm giữ các hạt giống, không để cho các hạt giống đó bị quên mất, hủy hoại. Vì nó giữ tất cả các hạt giống của các giác quan, kinh nghiệm và ký ức, cho nên nó là sở y, tức là nền tảng của mọi chấp thủ. Upadana, chấp thủ thường gắn kết với cảm xúc và tham ái. A-lại-da còn được gọi là sở tri y, vì với danh từ này nó được xem là nơi y cứ và nền tảng căn bản của tất cả mọi sự vật hiện tượng nhiễm hoặc tịnh. Tại chỗ này bản sớ giải của luận Nhiếp Đại Thừa khẳng định cái có thể được nhận thức gọi là sở tri, đó là các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh, bao gồm cả ba tự tánh. Thì đây là cái cách nói khác về nền tảng y cứ mà A-lại-da là hệ quy chiếu. Theo đó, các nghiệp thiện, ác, trung tính, xoay quanh. Ngoài ra, A-lại-da còn được gọi là thức chủng tử, vì nó nhậm trì tất cả các hạt giống thế gian và xuất thế gian, thiện và ác, phàm và thánh. Hầu như mọi hạt giống đều được chứa đựng trong nó. Về phương diện thanh tịnh chuyển hóa, A-lại-da còn được gọi là thức vô cấu, Sanskrit gọi là Amala Vijnana.
tức là nơi y cứ của tất cả các hạt giống vô lậu thoát ra khỏi tính hệ lụy sanh tử trong ba cõi và sáu đường. Những hạt giống thanh tịnh này là bất thối chuyển. Tên gọi này chỉ áp dụng cho các hành giả đã chứng đắc được quả vị A-la-hán trở lên. Trong dân học đại thừa, thức vô cấu chỉ áp dụng cho Như Lai địa, vì các hàng Bồ Tát, hàng nhị thừa đều còn có sự quân tập ít nhiều của các hạt giống tạp nhiễm, cho nên thức vô lậu được hiểu là thức vô cấu của Như Lai. Nơi đó sự thanh tịnh tâm đã được chuyển hóa trọn vẹn như là một tấm gương tròn sáng, không hề có tất cả các bận nhơ bám víu trên. Trong tác phẩm Nghĩa Đăng, Aliya có tất cả là 18 tên gọi. Xin liệt dẫn một số tên gọi cụ thể như sau: thức vô một, tức là thức không bị chìm mất đi, không tan biến đi trong tiến trình sanh tử. 2. Thức căn bản, Mula Vinaya, tức đó là nền tảng của các thức giác quan. 3. Thức cái nhà, tức là thức như là cái nhà chứa đựng các vật. 4. Thức kho tàng, một tên gọi tương đương với thức cái nhà. 5. Thức chủng tử, tức là chứa nhóm các hạt giống. 6. Thức vô cấu, tức là khi đã thanh tịnh quá từ quả vị A-la-hán trở lên. 7. Thức chấp trì, tức là các hạt giống được giữ không mất đi. 8. Là nền tảng duyên. 9. Aliya còn được xem là điều kiện quan trọng mà theo đó các thức khác được xuất hiện. 10. Đây là thức mà sự hiện hữu của các thức khác và các hạt giống phải có mặt trên. 11. Là chuyển thức, vì tất cả các pháp nương tựa vào nó mà được sinh khởi. 12. Là tâm. 13. Là y cứ, tức là sở chi y. 14. Là thức dị thục. 15. Gọi tắt là thức. 16. Là căn bản. Và 17. Là thức tái sinh. 18. Là thức tái hiện hữu. Đó là những tên gọi khác biệt để nói về các hoạt dụng của thức Aliya. Nếu chịu khó phân loại 18 khái niệm vừa được liệt kê, chúng ta sẽ thấy chúng sẽ được liệt vào hoặc là nhóm năng tàng, hoặc là nhóm sở tàng, hoặc là nhóm ngã ái chấp tàng. Ba la mã, hành tướng của thức Aliya: bọc nhỏ, không thể biết, Asamvididdhaka. Bản chất hình thái của thức Aliya được bài tụng thứ hai định nghĩa là: chúng ta không thể biết được sự chấp thọ của thức Aliya. Thế giới hoại tại mà thức Aliya quan hệ, cũng như là tính liễu biệt của nó, tức là các hoạt dụng nhận thức của nó. Ở đây liễu được hiểu là liễu biệt, vì thức Aliya lấy sự liễu biệt làm hành tướng của nó. Hay nói cách khác, thức nào cũng có ít nhiều tính năng liễu biệt về đối tượng xung quanh nó. Như vừa nói lúc đầu, trong bản án chúng ta cần phải lưu tâm về sự chấm câu, cần phải ghi rõ sự chấm dứt câu trong câu này là
bất khả tri, chấp thọ, xứ, phép, liễu, chấm. Như vậy, chấp thọ, xứ và liễu là ba tân ngữ đồng vị làm đối tượng bị chấp của thức Alaya, hoặc là chúng ta trở thành là đối tượng không thể nhận biết được ba phạm vi chấp thọ, thế giới ngoại tại và sự liễu biệt nhận thức của nó theo đúng nghĩa. Bởi vì Alaya có hai phương diện, tịnh và bất tịnh. Về phương diện bất tịnh, người phàm kẻ tục có thể nắm bắt được hết, nhưng về phương diện vô nhiễm, cho đến lúc nào hành giả chứng đắc được quả vị A-la-hán trở lên mới có thể cảm nhận được bản chất thanh tịnh của nó ra sao. Giống như tình trạng uống nước nóng và lạnh đương sự tự biết, việc mô tả lại hoặc nghe vào các mô tả không làm cho người cảm nhận có thể cảm nhận đúng với bản chất của sự mô tả. Các luận sư thành viên thức học khẳng định rằng đặc tướng của thức Alaya cực kỳ vi tế, đến độ chúng ta không thể nào nhận thức được nó hết một cách trọn vẹn. Riêng về cái khả năng chứa nhóm các hạt giống thôi, chúng ta đã khó có thể tin rằng năng lực vô cùng tận của đó là một hiện thực có thật. Rất may mắn là nhờ vào các hiện tượng thần đồng, thiên tài, và chúng ta thấy rất rõ là các hạt giống đã được gieo trồng, chưa từng bị mất đi thôi. Thần đồng là những người có năng lực ký ức về các hạt giống đã được tích tập một cách được huấn luyện chỉ có điều kiện. Do vì không bị ức chế về khả năng ký ức, cho nên chỉ cần đọc một quyển sách, nghe nói về những khái niệm liên hệ đến những lĩnh vực chuyên môn mà nhân vật hành động ở kiếp trước, tức là trước đó vài năm, là một chuyên gia, tự động các hạt giống này được kích hoạt như thể là đang trước mặt vậy. Đó là một sự hoạt dụng rất là vi tế và kỳ thú của thức Alaya. Sở duyên của thức Alaya là các cảnh được chấp thọ nội tại cũng rất là vi tế. Dung lượng của khí thế gian, tức là thế giới ngoại tại, cũng rất là khó ước được lượng là nó chứa đựng trong thức Alaya là bao nhiêu. Về lý thuyết là có thể là vô cùng tận, nhưng trên thực tiễn do cái khả năng ức chế ký ức bởi tác động của lòng tham sân si và sự mất làm chủ về cảm xúc, mà con người có khi nhớ được một số, có khi quên rất nhiều thứ. Khổng Tử có câu phát biểu sau đây về tri thức và năng lực học của con người, gồm có ba nhóm: sanh nhi chi tri. Nhóm này đó vừa sanh ra là đã biết, chẳng cần phải trải qua các phương tiện giáo dục và truyền trao các hạt giống tri thức bằng giáo dục, chỉ cần một chất xúc tác là có thể gợi nhớ và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực. Đó là các hiện tượng hành động và là các vị tu sĩ tái sinh. Rất nhiều các bậc nhân tài trong Phật giáo đã từng là những vị tái sinh, cho nên ở tuổi 5-6 có nhiều vị 13-14 là có thể biết được 2-3 cổ ngữ khác nhau rồi. Hòa thượng Thích Tại Sĩ là một trong những loại đặc biệt này. Thứ hai là học nhi tri chi, tức là nỗ lực học. Có học thì có bằng cấp, có thi đậu, có đẳng cấp, và không học thì không biết. Thì đây là quá trình tri thức mà phần lớn tất cả con người chúng ta thuộc về. Đây là các hạt giống được huân tập
chứa đựng trong kho tàng Alaya nó không nhiều lắm, ở mức độ vừa phải thôi. Thứ ba, khốn nhi tri chi, tức là phải trải qua giai đoạn khốn đốn, lao nhọc, rớt lên, rớt xuống, thi lại nhiều lần thì mới có thể đậu được một lớp. Học 5-7 lần thì mới thể nhớ được một điều. Nhớ thì có, mà quên thì rất mệt. Điều đó nếu lý giải từ học thuyết không thể biết của Alaya là vì các hạt giống được người đó gieo trồng quá mờ nhạt, hoặc là không hề bón phân tưới nước bằng các thuận duyên hoặc các hạt giống có năng lực tương tự, cho nên sức tồn tại và tác động của đó là không đáng kể. Cũng giống như một hạt muối mà bỏ trong một hồ nước rộng mênh mông là nước ngọt, thì cái vị mặn đó bị hòa tan đến lúc là không còn một cái gì nữa. Các tình trạng vừa nêu được xem là mầu nhiệm khó có thể biết được về thức Alaya. Hai, chấp thọ. Nguyên ngữ Sanskrit gọi là Upaji, còn được hiểu tương đương là chấp thủ, là một trong năm nhóm ngũ uẩn, tức là tính là chấp thủ vào cái tôi tâm vật lý này là tự ngã của mình, sở hữu của mình, là một quan niệm sai lầm về phương diện nhận thức và phương pháp. Do vì Alaya có tính chấp thọ cho nên nó lưu giữ được các tập khí, tức quán tính của các thói quen về việc phân biệt chấp ngã đối với tự thân và đối với tất cả mọi sự hiện tượng còn lại. Thói quen nào cũng có quán tính của nó. Ai ghiền uống cà phê vào mỗi buổi sáng, nếu không có cà phê ngáp lên gục xuống làm việc không xong. Ai hút thuốc mới có thể sáng tạo sáng tác về nghệ thuật, thì bữa nào thiếu thuốc lá là không thể làm nên trò trống gì. Quán tính của thói quen đó đã chi phối cá tánh và tạo ra rất nhiều các ảnh hưởng, hoặc tiêu cực hoặc tích cực ở con người, xã hội. Chứ vì thế mà người tu học Phật đó nỗ lực gieo trồng các hạt giống tạo ra thói quen tích cực, để sự vận hành của nó sẽ giúp cho chúng ta có mặt trong quỹ đạo của đạo đức, thiền định và trí tuệ, vốn là ba năng lực có thể làm cho mình được hạnh phúc nhiều hơn. Thành Chí Thức Lực khẳng định rằng chữ chấp trong ngữ cảnh này có nghĩa là nhiếp trì, nhiếp nghĩa hoặc là trì nghĩa. Nhiếp đó là nhiếp thu, trì là giữ gìn. Mỗi khi các hạt giống đã được gieo trồng thì thức Alaya lưu giữ vào trong tự thể của nó, duy trì một cách rất bài bản, sắp xếp đặt nó ở trong các nếp nhăn trong bộ não để chúng không hề bị hủy hoại qua năm tháng. Tính lãnh thọ các hạt giống này có thể góp phần tạo ra thói quen văn hóa, phong tục tập quán, cá tính và lối sống của con người. Có nhiều cô cậu bé khi mới sinh ra là đã nghiện cà phê, có người đó thì nghiện các trò chơi hung khí, thấy cái đó là mê tích cù lì, còn những vật dụng khác thì chẳng màng chẳng quan tâm. Tính chấp trì và chấp thọ qua lời gia đã góp phần tạo ra giới tính nữ nam và giới tính thứ ba. Chị em phụ nữ khi còn là các cô bé trong ngày lễ thôi nôi, sở thích phần lớn là chọn những gì nó liên hệ đến nữ công gia chánh mềm mại và thuộc về phái yếu thôi.
Đang khi đó các cậu trẻ thơ nam thì thích chọn các vật dụng, xe cộ, những cái gì nó liên hệ đến cơ bắp, bạo lực, hình thù, vóc dáng, mạnh bạo. Thì tính chấp gì đó đã góp phần phân định về sự khác biệt giới tính ở sinh giới này. Còn đối với những người thuộc giới tính thứ ba, đó là một sự phức hợp về cá tính không ăn khớp về hình thể mà người đó đang sở hữu. Đang là hình thể nam thì cá tính nữ, đang là hình thể nữ nhưng cá tính là nam. Đó là một sự phức hợp về giới tính. Thì sự phức hợp này đó vẫn được chấp thọ giữ gìn một cách rất là an toàn ở trong kho tàng Alaya. Luận Đại Tỳ Bà Sa cho rằng A-la-hán là người đã kết thúc được tất cả các lậu hoặc. Thọ mạng của vị A-la-hán vẫn tiếp tục diễn ra. Dòng tương tục của sắc, tức là thân thể, do đất nước do lửa tạo thành vẫn chưa bị cắt đứt. Cho nên dòng tương tục của tam y, nơi thân của năm căn, vẫn tiếp tục hiện hành chuyển biến. Cho nên sau khi giác ngộ quả A-la-hán, các vị chứng đắc đạo quả vẫn tiếp tục sống như con người. Sự khác biệt giữa một vị thánh và một người phàm đó là họ làm chủ được chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh, thức và ngủ. Đang khi chúng ta có khi thì thành công trong việc làm chủ, có lúc thì thất bại hoàn toàn. Hay là cái khác là do vì tính chấp thọ này mà thức A-la-hán đã trở thành là cái dòng duy trì tương tục của mạng sống, không hề bị gián đoạn trong các kiếp sống. Ở một phương diện khác, A-la-hán còn chấp thọ các đối tượng nội giới. Ở đây được hiểu chung là các hạt giống của tất cả các pháp hữu lậu được con người gieo tạo bởi kinh nghiệm, giáo dục, vân vân. Các hạt giống đó một khi đã được gieo trồng thì được bao hàm trong tự tính của thức A-la-hán, cho nên chúng đã mặc nhiên trở thành sở duyên của thức. Về các hạt giống vô lậu, tuy cũng nương tựa vào thức A-la-hán, nhưng chúng không cùng tính chất với thức A-la-hán về phương diện phàm phu, nên chúng không thể là sở duyên của chấp thọ. Mặc dù không phải là sở duyên về phương diện chấp thọ của thức A-la-hán, các hạt giống vô lậu vẫn không tách rời khỏi thức A-la-hán. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Nó không phải là một nhưng không tách rời. Cho nên sau khi A-la-hán được chuyển thành bạch tịnh thì các hạt giống vô lậu đó sẽ trở thành là 100% ngự trị trong A-la-hán. Lúc ấy được gọi là đại viên cảnh trí. Ba nhỏ sứ. Sứ đây được viết tắt của xứ sở, gọi chung là thế giới ngoại tại, thế giới vật chất và tất cả những thứ mà con người có thể thấy, nghe, ngửi, biết, hình dung qua thức A-la-hán và các thức giác quan. Thế giới tự nhiên còn được gọi là khí thế gian trong thuật ngữ di thức học, chính là môi trường chung của tất cả các chủng loại thánh hay là phàm. Mặc dù là sở biến của tất cả các loại hữu tình hoàn toàn là khác biệt nhau, tướng trạng của chúng được xem là tương tự. Cho nên xứ sở của thức A-la-hán đối với các loại phàm thánh hầu như là không có khác nhau. Cho nên là vị chứng đắc quả A-la-hán trở lên vẫn tiếp tục tồn tại trên các hành tinh có sự sống của con người. Và do vậy, dựa vào quan điểm này, cái gọi là A Bệ Bạc Trí hoặc là Chư Thượng Thiện Nhân, câu hồi giúp xứ tại thế giới Tây Phương Cực Lạc là điều khó có thể được chấp nhận từ quan điểm của duy thức học. Bởi vì không thể có một cảnh giới mà nơi đó chỉ hoàn toàn là thánh nhân,
Chỗ nào có sự sống của con người, chỗ đó phần lớn là người phàm và số ít là thánh nhân. Bởi vì xứ sở, tức là cái cảnh giới của Aleya đối với thánh và phàm là cùng một địa điểm chứ không có sự khác biệt. Vấn đề chỗ là chuyển hóa tâm thức trọn vẹn khỏi tham sân si thì gọi là thánh, còn bị kẹt trong tham sân si thì gọi là phàm. Đây là sự khác biệt căn bản giữa tâm thức học của Phật giáo Đại thừa với trường phái Tịnh độ tông cũng của Phật giáo Đại thừa. Lượng Du Già khẳng định rằng là tất cả mọi sự vật vật chất đều mang tính đối kháng với các vật chất không phải là chính nó. Thuật ngữ này được gọi và dịch trong chữ Hán là hữu đối, hữu ngại hay là hữu nghịch. Thể là một vật chất hay là một vật thể thì nó phải chiếm một vị trí không gian nhất định, cho nên nó không thể tách rời khỏi không gian mà có thể tồn tại được. Và cái gì là sắc chất? Cái đó được trở thành là đối tượng nhận thức thọ dụng chung của tất cả các giác quan. Các vật thể trong thế giới tự nhiên theo duy thức học đều có những hình thể nhất định và chiếm cứ một không gian nhất định. Nhiều sinh vật có cùng một nhận thức nhất định như là một cộng nghiệp về chúng. Ở đây Thành Chú Tư Lượng đưa ra một ảnh dụ rất dễ hình dung, giống như là nhiều ánh đèn giao thoa nhau một cách toàn diện, và khi quan sát ta chỉ thấy một ánh đèn duy nhất thôi. Ví dụ bây giờ trong phòng học ta bật tất cả là 18 bóng đèn tiếp. Mỗi một đèn tiếp ta bọc vào cái vỏ của nó một loại màu khác nhau và bật lên cùng một lúc. Nhìn từ bên ngoài thông qua một cái kính cửa bằng kính, ta sẽ thấy các màu này hòa lẫn nhau thành một màu duy nhất thôi, mà trên thực tế là chúng có sự rất là khác biệt. Tính hòa hợp đó đã tạo ra một cái không gian mà trên cơ sở đó các nhận thức giác quan dựa vào nó để đánh giá về màu sắc hay là hình thù của các vật thể vật chất nói chung. Thì thức Aleya nó cũng trở thành là một đối tượng được nhận thức, và tính nhận thức về xứ sở của nó là không thể xác định được. Thành Duy Thức Luận còn khẳng định rằng là thế giới xuất hiện là do ảnh hưởng cộng nghiệp hay là ảnh hưởng cộng đồng, bởi lực tăng thượng của tổng thể nghiệp của tất cả các loài chúng sinh. Vũ trụ hình thành qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Mỗi một giai đoạn có thể tồn tại một thời gian rất dài, cho đến năm 2012 các khoa học gia khẳng định rằng địa cầu mà con người chúng ta đang sống đã có tuổi thọ 4,46 tỷ năm. Phối hợp với Phật học, mỗi một giai đoạn thành trụ hay không là gần bằng nhau. Từ đây cho đến lúc hành tinh này không còn sự sống của con người nữa, trung bình là 10 tỷ cho đến 12 tỷ năm. Đó là một cái khoảng thời gian rất là dài lâu. Trong khoảng thời gian dài lâu đó, sự tương tác của các nghiệp riêng của con người và các loài động vật, các nghiệp chung của các cộng đồng người, các quốc gia và các liên minh các quốc gia trên hành tinh đã tác động đến môi trường và hoàn cảnh sống của con người. Và từ đó mà thế giới này đã hiện hữu như cách thức mà chúng ta đang quan sát. Ở đây hoàn toàn không có sự sắp xếp gì của Thượng Đế và các thần linh. Vũ trụ hay còn gọi là thế gian sắp hoại diệt hay là sắp bắt đầu hình thành nên, dù không có các loại con người và chúng sinh có tình thức, chúng vẫn tiếp tục hiện hữu theo cách riêng của nó. Đây là một cái cách khẳng định
không khác gì với triết học Mác Lênin, rằng thế giới ngoại tại tồn tại độc lập và khách quan với nhận thức của con người. Cho nên nhà duy vật nào cho rằng đạo Phật là duy tâm là một sai lầm lớn. Bố La Mã hoạt dụng và đặc tính của thức A La Gia. Một nhỏ tương ưng với xả thọ, cảm giác con các loại sau đây: khổ đau, hạnh phúc, trung tính và buông xả. Trong bốn loại cảm thọ vừa nêu thì A Lại Gia hoàn toàn tương thích với loại buông xả thôi. Hành tướng của loại xả thọ là không rõ ràng, không thể phân biệt được các hình thái thuận hay là nghịch, vì trên thực tế nó vi tế đến độ chúng ta có cảm giác như là nó đồng nhất loại, tiếp nối nhau, chuyển biến một cách rất là đặc biệt theo cách riêng. Do đó xả thọ được xem là đặc tính cảm giác phù hợp với thức A-lại-da. Vì là xả thọ cho nên A-lại-da mới có thể tiếp nhận các hạt giống mới theo chiều hướng thánh, phàm, thiện, ác. Còn nếu nó có một đặc thù nhất định nào, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc trung tính, thì A Lại Gia sẽ không thể đồng lúc ấy tiếp nhận các hạt giống cảm giác còn lại. Xả thọ hoạt động theo các nghiệp dẫn độ và không cần hội đủ các duyên, vì nó vận chuyển theo thế lực của nghiệp thiện ác một cách rất là tự nhiên. Đây là phần giải thích thêm về năng lực tương đương của Lại Gia với cảm giác buông xả. Bất cứ một cái gì mà có đặc tính hoặc thiện hoặc ác, như là các cặp phạm trù đối lập, đều dẫn đến sự lựa chọn lấy và bỏ. Lựa chọn là một nghệ thuật, mà tới đó chỉ nhận lấy cái hợp gu, hợp sở thích, và bên kia ấy loại bỏ tất tần tật những cái còn lại. Đăng ký A-lại-da chỉ là một cái kho chứa, tính năng chọn lựa không thuộc về nó thuộc về chủ nhân ông. Cho nên A-lại-da không thể tự nó quyết định cái gì nó thích, cái gì nó không thích, cái gì nó nạp vào, cái nó không nạp vào. Ở một phương diện khác, chúng ta thấy cảm giác khổ đau và cảm giác hạnh phúc là tồn tại một cách tiếp nối trải qua các thời kỳ, cho nên chúng không phải là dị thuộc thật sự. Chúng cần phải hội đủ các duyên tác động thì cảm giác khổ hay là vui mới bắt đầu có mặt. Đang khi A-lại-da tồn tại miên viễn với chiều thời gian, cho nên bất cứ lúc nào nó cũng được xem là buông xả. Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính cách tương xả thọ, Thầy Chí Thức được khẳng định: nếu A-lại-da tương ưng với cảm giác khổ và vui thì nó phải bị chuyển biến. Khi nó bị chuyển biến thì nó không thể chấp chính nó làm tự ngã. Chính vì thế nó chỉ còn có một tính năng duy nhất là xả thọ. Xả thọ theo thuật ký vốn là một trạng thái tịch tỉnh. Ở đây tất cả các nghiệp thiện đã được điều hòa, dễ tương thuận, nên có thể chiêu cảm theo một hướng nhất định nào đó. Đang khi các nghiệp ác vốn có tính bức bách, cho nên không thể dẫn đến quả tuyệt tỉnh như là xả thọ.
Dẫn chứng này cho chúng ta thấy xả thọ có ưu điểm hơn hết. Và trong việc thực tập thiền thứ tư, chúng ta thấy tâm tương ưng với xả niệm thanh định. Như vậy xả thọ là một bước đi để dẫn đến sự thanh tịnh các hoạt dụng tâm thức. Điều đó rất cần thiết để giúp cho một hành giả có thể hướng tâm về tâm minh và tứ trí để chứng đắc quả A-la-hán. Hai, vô phú vô ký được xem là bản tính của thức A-lại-da. Tính chất của mọi sự hiện tượng thì gồm có bốn: hoặc thiện, hoặc ác, hoặc hữu phú vô ký, hoặc vô phú vô ký. Thức A-lại-da thuộc về nhóm thứ tư, vì tính chất của nó là dị thục, tức là nó tạo tiến trình cho các hạt giống được chín mùi trải qua ba chiều kích thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Để khẳng định tính cách vô phú vô ký thì thành viên thứ tự khẳng định, nếu dị thục mà là thiện hay là diễm mô thì chúng không thể có được sự lưu chuyển và hoàn diệt trong kho tàng thức A-lại-da. Cho nên tới thì thức A-lại-da đã có hai tính năng: lưu chuyển và hoàn diệt. Cho nên nó phải mang tính năng là không bị ngăn che và không chấp lấy một tính chất nào. Phú trong tiếng Sanskrit gọi là Nivitta, theo nghĩa đen là bị bao trùm, bị ngăn che, bị phủ kín, bị tác động, chỉ cho tất cả các trạng thái tâm lý ô nhiễm, vì nó dẫn đến tiến trình ngăn che thánh đạo, làm cho hành giả đánh mất khả năng trở thành bậc chân nhân hoặc là thánh nhân trên cuộc đời. Ở một phương diện khác thì phú được xem là sự che kín hoặc khóa kín tâm thiện của con người và làm cho tâm đó trở nên bất thiện trong tiến trình của sự sống. Nói cách khác, vô phú là không bị trùm kín bao che bởi các phiền não, nghiệp chướng, trần ô. Về nguyên ngữ trong tiếng Sanskrit, vô ký là dắt ta. Ký đây được hiểu là ký biệt, tức là ghi nhận. Vô ký được định nghĩa là do không có sự xác định tính chất thiện hay bất thiện đối với tiến trình trổ quả thiện và ác, nên danh từ vô ký đã được chỉ định cho thức A-lại-da. Nếu ký là tiến trình xác định rõ kết quả dị thục hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau của những hành động thiện và ác và tự thể đặc sắc của chúng, thì thức A-lại-da không mang tính chất thiện ác trong tự thân của nó như là một sự lựa chọn. Nhờ đó mà nó mới chứa đựng được tất cả các hạt giống, cho nên tính chất của nó là vô ký. A-lại-da được các nhà duy thức học khẳng định là nền tảng y cứ của thiện và bất thiện. Cho nên nếu nó trở thành hoặc là thiện hoặc là bất thiện thì nó không thể là cơ sở y cứ cho cả hai hoặc cả ba hoặc cả bốn, vì thiện ác là nó đập nhau, thiện ác thì lại khác với vô ký trung tính. Mặt khác, tức là A-lại-da có tự tính là cái được huân tập, cho nên thiện hoặc nhiễm cũng giống như mùi thơm hoặc là mùi cực thối, không thể nào tiếp nhận được các sự huân tập về mùi khác biệt với hai các mùi vừa nêu. Ba nhỏ, tính hành chuyển. Bài tụng thứ hai khẳng định A-lại-da hành chuyển như là một thác nước. Đối diện trước một thác nước, dù là lớn hay là nhỏ,
lưu lượng của nước là liên tục và không gián đoạn. Nhìn từ một khoảng cách, khoảng từ một cây số trở đi, ta có cảm giác thác nước đó là một mặt thẳng màu trắng phao. Trên thực tế, thác nước đó được kết nối bởi các nguyên tử nước, phân tử nước và neutron nước H2 và O. Ai là da? Vì không phải bị đoạn diệt, và do đó nó cũng không phải là chỉ đơn thuần là chính hằng, cho nên nó được gọi là hằng chuyển. Từng đơn vị H2O tiếp nối nhau từ một cái độ cao rơi xuống một vực sâu liên tục, và sau khi đã chạm xuống mặt nước ở dưới vực thẳm thì nước đó được thấm chảy xuống dưới lòng đất, lại tiếp tục trở thành mạch nước ngầm trào phúng lên ở bên lên trên và tiếp tục trở thành là thác đổ. Cứ như thế, A lệ gia tồn tại trong dục giới, sắc giới và sở sắc giới, khi làm con người, khi làm các loài động vật, khi làm các hương linh, tính tồn tại hàng chuyện đó chưa bao giờ bị kết thúc. Nói một cách khác, hàng chuyển là sự vận hành các hạt giống không dứt và không bị gián đoạn. Và cũng nhờ đặc tính này, sau một thời gian bị gián đoạn về việc học, các sinh viên có thể đăng ký các tín chỉ mà mình bị thiếu nợ, và khi học lại lần thứ hai, việc tiếp thu các kiến thức có phần nhanh hơn là các sinh viên mới học tín chỉ đó lần đầu tiên. Tính chất được ôn nhớ lại cho thấy hạt giống không hề bị mất đi. Đặc tính của hằng có thể được hiểu trong tiến trình của thức A-lại-da như sau. Kể từ thời vô thủy, từ lúc con người có sự sống, A-lại-da được xem như là thuần khiết, không thay đổi khỏi bản chất vô ký, liên tục tiếp nối từ đời này sang kiếp nọ. Vì đó là thức căn bản, thiết lập ra ba cõi, sáu đường, bốn sinh loại, cho nên tính bền vững của nó được duy trì trong tiến trình sanh tử, không hề bị tiêu mất, bị hủy diệt đi. Về tính năng chuyển thì kể từ thời vô thủy, từ khi mà con người và các loài hữu tình có sự sống, chúng diễn ra một cách sanh diệt trong từng đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Tính liên tục biến dị đó trở thành quả, quả rồi sẽ trở thành nhân, nhân rồi trở thành quả, cứ như thế đắp đổi, giống như làn sóng sau tiếp nối và đẩy làn sóng trước, và làn sóng sau nữa là tiếp nối đẩy làn sóng sau đó. Cứ như thế, tiến trình thường trực tạo ra dứt tính để chuyển các hạt giống khi đã được gieo trồng trở thành các cá tính và ảnh hưởng trực tiếp đến khổ hay là vui đối với con người và chúng sinh. Ráp lại tính năng hằng và chuyển, chúng ta thấy biểu hiện của thức A-lại-da giống như một dòng lũ hay là một con sông. Tính tương tục của nó là như thế: nhân quả thiện ác, nhân quả vật lý, nhân quả kinh tế, nhân quả xã hội, nhân quả cá tánh, và bất kỳ một hình thức nhân quả nào tồn tại trong vũ trụ bao la này đều là như vậy. Vừa có hằng tức là tiếp tục, vừa có chuyển là thay đổi. Cho nên theo đó, đạo Phật không chủ trương định mệnh và định nghiệp. Khi Đức Phật kêu gọi các tu sĩ trong kinh Di Giáo không nên sử dụng các loại bói toán, Đức Phật không hề nói về cái tính phi khoa học của chúng, mà Ngài chỉ muốn nhấn mạnh đến cái tác hại tâm lý vốn nhiều hơn là những hữu ích mà con người có thể thâu nhận được
đúc kết được từ các loại hình bói toán này. Tử vi được xem là một trong những loại bói toán theo dạng công thức quy nạp, trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm của lịch sử loài người. Độ chuẩn xác của nó có thể lên đến là 80%, lệ thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm sở trường của từng người trong lĩnh vực. Như vậy không có nghĩa là cái cá tính hoặc là biệt nghiệp của con người là không có thể chuyển hóa được. Do đó sau nỗ lực một thời gian, bằng các nghiệp đối lập có sức và số lượng mạnh tương đương hoặc nhiều hơn các nghiệp xấu đã từng gieo trong quá khứ, một người xấu đã trở thành một người hoàn toàn mới. Đây là điểm đặc thù mà kinh điển Phật giáo đã giới thiệu cho đạo đức học nhân loại. Các tôn giáo khác không có được cái tự giác đó. Và học thuyết hằng chuyển này là một minh chứng rất đặc biệt về các hạt giống có thể bị thay đổi tính chất ít nhiều, có thể bị thay đổi số lượng do cái tác động đa chiều của sự đối lập giữa các hạt giống với nhau. Cái tính chuyển cho thấy là không có định mệnh, tính hằng là sự duy trì của chúng ở trong sự trổ quả. Hãy thử hình dung khi một dòng thác có một cơn gió lốc đi ngang qua, sự chảy và rơi của thác nó không còn như là một mặt phẳng nữa, nó có thể tạo ra sự tung tóe bể các cái phân tử và nguyên tử nước, tạo ra hơi lạnh và sự ướt cho những người đang đứng gần đó trong phạm vi nhất định nào đó. Vì như là một dòng lũ, cơn nước của nó trong đó có thể chứa đựng tất cả các loại thủy tộc, cá, tôm, cua và các vật thực vật như đó. Mỗi hạt giống chứa đựng trong kho tàng thức Alaya với tính năng hằng và chuyển, trôi chảy không dứt. Các hạt giống thiện vẫn được kéo theo giống như rác rưới các loài thủy tộc ở trong nước bạn. Đây là một cái ảnh dụ rất là sâu sắc để chúng ta dễ dàng hình dung tính năng của nó. Ngày nay tiến bộ của vật lý học hiện đại giúp chúng ta dễ dàng tin về tính năng hoạt dụng của ai là da hằng chuyển như vừa nêu. Khi chúng ta tắt một cái công tắc về quạt máy và bóng đèn thì cái sự xoay để tạo ra gió mát á bị ngưng, ánh sáng đã không chiếu soi nữa, nhưng mà lúc ấy đó dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại chứ không hề bị mất đi. Các cái tính năng để tạo ra gió hoặc là quang học vẫn tiếp tục tồn tại trong cách riêng của nó. Bốn nhỏ khi Alaya kết thúc còn được gọi là tình trạng buông xả tính năng Alaya. Về bản chất như là một dòng thác, Alaya hằng và chuyển, cho đến lúc nào hành giả chứng đắc được quả vị A-la-hán trở lên thì toàn bộ các hoạt dụng phàm phu, nghiệp phàm phu, thói quen phàm phu, quán tính phàm phu, lối sống phàm phu, kinh nghiệm phàm phu và ký phàm phu được xem là kết thúc 100%. A-la-hán theo định nghĩa của kinh Tạng Pali là người đã chuyển hóa đến tận gốc rễ tất cả các loại phiền não gắn kết với tham sân si, vì mơ rễ má trực tiếp hay là gián tiếp của chúng. Tại địa vị này thì hành giả còn được gọi là đã chứng đắc được quả tận trí, tức là trí tuệ diệt tận các phiền não, hay còn gọi là vô sinh trí, tức là trí tuệ giúp cho người đó không còn tái sanh nữa. Công thức chung trong kinh điển A Hàm và Nikaya khẳng định về tính cách không còn lưu chuyển trong luân hồi bể nghiệp dẫn qua đời gian là tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Đó là bốn câu mô tả về sự xả ly hoạt dụng phàm phu hay còn gọi là tạp nhiễm của thức A-la-gia.
Phần lớn kinh tạng Pali và A Hàm khẳng định quả A-la-hán là quả vị vô học, tức là không còn học về trí tuệ, về đạo đức, về hành trì, các pháp môn và kinh điển Phật dạy nữa. Vì hành giả đó đã trở nên bất thối chuyển trước tất cả các hoàn cảnh nghịch, hoàn cảnh xấu, nghiệp xấu, và không còn bị sự tác động chi phối từ thế giới ngoại tại và môi trường xung quanh. Vị ấy xứng đáng nhận được sự cúng dường của tất cả người phàm kẻ tục, và được gọi là ứng cúng. Dĩ nhiên không còn tiếp nhận tiến trình sanh tử nữa, cho nên được gọi là vô sinh. Vì đã kết liễu toàn bộ các phiền não nên A-la-hán còn được gọi là sát tặc. Hành Di Thức Luận khẳng định ngoài quả vị A-la-hán, các vị Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa đạt được từ cấp độ bất động địa trở lên thì mới được xem là các vị Bồ Tát bất thối chuyển. Tại giai vị tâm linh này, vị Bồ Tát bất động mới kết liễu vĩnh viễn tất cả các hoạt dụng trực tiếp hay là gián tiếp của phiền não, hay nói khác là cho đến khi đó thì phiền não mới không còn hoạt dụng trong dòng chảy tâm thức và ý niệm hóa qua các giác quan của con người. A-la-hán đoạn trừ các phiền não thuộc về thô trọng trong thức A-lại-da, khi đã được dứt sạch một cách rốt ráo thì không còn tính chất ngã ái chấp tàn nữa. Thì lúc ấy A-lại-da được gọi là bạch tịnh thức, hay còn gọi là vô cấu thức. Đó là trạng thái mà hành giả đạt được hữu dư y niết bàn. Nói tóm lại, bài kệ thứ hai của thành của Duy Thức Tam Thập Tụng để cho chúng ta thấy từ địa vị phàm phu, A-lại-da đã kích hoạt các hạt giống tạo ra mạng căn, sự sống, nghiệp, thói quen, phong tục, tập quán, ký ức của con người và các loài hữu tình. Cho đến lúc mà chúng ta nắm được chánh niệm qua thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ, hành giả mới kết liễu được hoạt dụng của nó bằng sự chứng đắc quả vị A-la-hán. Đó là một tiến trình rất là dài lâu, và mỗi hành giả cần phải đi một quyết tâm, thì đến một lúc nào đó khi tất cả các hạt giống bất thiện và phàm phu tạp nhiễm đã được chuyển hóa, thì lúc ấy hành giả được xem là chứng đắc được quả vị buông xả hoạt dụng phàm phu của A-la-da. Xin kết thúc tại đây.